Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 10 em đi cưa cây mà có mua một ít bơ gạo để phước cho bà con mình. Thì xem may là có duyên thì em sẽ trợ giúp người đó là 5 kg gạo và 1 kg đường. Thì hôm nay tình cờ đi về gặp cái chị lụm da chai này nè, thấy tội nghiệp quá, em liền lại cho chị một bao gạo 5 kg và 1 kg đường. Chúc chị năm mới thật nhiều may mắn và bình an. Để bây giờ để em phát gạo là cho chị. Dạ, đây là em trao phần quà cho chị là một bao gạo 5 kg và 1 kg đường. Chúc chị năm mới thật nhiều mạnh khỏe. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ, xin phép chào chị. Chị kiếm được khoảng nhiêu tiền? Mấy chục trăm, trăm mấy gì đó. Đi về mà có 2-3 tiếng vừa thì về rồi, chứ đừng phải suốt ngày đâu. Dạ, rồi con phải lo chở rước con đưa đi học đồ nữa đúng không? Đâu có đi làm cho người ta được đâu. Dạ. Ở vì cái hoàn cảnh nào mà theo hoàn cảnh đó. Ừ, cũng tội nghiệp. Dạ. Đi lộn gì cho mấy ngày giàu ở gần á, ta cho để dành cho. Dạ. Mà nói gì nè, ba kêu nó mua vô, mua á, cái đồ tao bán rồi để đâu. Cho đây chờ chị tới đặng cho đúng không? Để cho này còn sớm hơn. Dạ. Tại vì nhà mấy nhà đó gần chị đó. Dạ. Cái ta để dành có nhiều cái ta kêu để cho. Dạ. Ngày có người cho. Dạ. Ta kêu rồi. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Nha. Dạ không có cái chị thôi em xin phép chị em đi nha. Dạ. Sao? Đọc kinh Phật mẫu. À. Phật mẫu độ cho mình ha. Như là mà thoát khổ vậy đó. À. Em là người đạo Phật giáo Hòa Hảo. Vậy hả? Dạ. Chắc đã lỡ đạo Phật à. Phật giáo Hòa Hảo với đạo Phật cùng chung. À, chị cũng. Ở chỗ cái thánh tháp gì đó em có đi vô đó hình như hồi đạo thiên cứu không? Ở đâu chị? Cái thánh tháp trên chỗ gần phía đá. Trong đó chị không có vô, cứ nhớ đó là không phải là chùa, chỉ ở đó bên. Chùa Sư Môn cái gì? Chùa Sư Môn cái đó là cái thánh tháp cái này nè đi à. Hồi tới chỗ đó. Chưa biết. Ở đó là như là đạo thiên cứu. À, nếu mà thánh thất thì bên đạo Công giáo Thiên Chúa. Hòa dạ. Hảo là không phải bên đó nữa hả? Dạ, khác không, hả? Khác, dạ. Chị chưa biết đạo Phật với đạo nhưng mà biết biết hết. Dạ. Dạ, biết hết. Dạ, thôi em cảm ơn chị nha. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay em có mua 5 phần quà mà hồi nãy cho chị kia hết 1 phần, rồi giờ còn 4 phần. Bây giờ... cái chị này thì gia đình cũng nghèo khổ khó khăn á, thì một phần quà là 5 kg gạo và 1 kg đường thì em sẽ gửi là cho chị và ba của chị là 2 phần đó. Dạ, ông già nuôi là của chị này. Dạ. Dạ, chúc chị năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Dạ, ráng tinh tấn niệm Phật hả chị. Dạ, chúc cũng bằng ăn phát tài phát tán ngang đặng. Dạ. Giúp đỡ cho những cái hộ nghèo. Dạ thì rồi cái cưng là nó quá trời phước rồi mà cũng tháng giêng vậy chị cũng quá quý rồi ha. Dạ. Đi xin nhận 2 phần trong. Dạ. Và nuôi 1 phần thì dạ. Chuyện phần lấy cái lộc. Dạ, ở đây còn ai nữa không chị? Ở đây bây giờ cũng còn nhiều người mà đều cái người nào ấy nhất đó. Dạ, mình chọn những người khó khăn nhất á để mình giúp đỡ chị. À, vậy thôi cho ông già nuôi với cái người bản xứ ở đây thì thôi thử. Dạ. Dạ, thì giống như hoàn cảnh của chị gì đó. Hoàn cảnh của chị. Dạ. Ở đậu hoặc rồi này nói đó. Dạ. Mấy người. Dạ. Ở đây bản xứ. Cái chị này thì chỉ ở đậu nhờ đất ở đây nè quý vị. Chỉ trồng rau, trồng cải bán ăn qua ngày. Đó. Thì thôi để em trao quà là cho chị. Dạ, mọi người chờ em chút xíu nha. Thì thôi em trao cho chị một phần này và một phần này thì cho ông già nuôi, cho ba nuôi là của chị. Giờ dạ, chúc chị thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Chị chúc lại phát tài phát đạt cho cưng đi. Dạ. Đặng tiến tới đặng giúp đỡ cho những hộ nghèo. Dạ. Chị dạ. Là quá phước rồi. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Xin dạ. Chào chị nha. Dạ, chị cảm ơn em. Dạ.